Công an huyện Phú Lương phối hợp với phòng PC07 Công an tỉnh vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho lực lượng công an cấp xã, thị trấn năm 2023. Tại buổi tập huấn, báo cáo viên của phòng PC07 Công an tỉnh đã triển khai chỉ thị số 01 CTTTG ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Truyền đạt kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, một số biện pháp phòng cháy chữa cháy. Sau lớp tập huấn, Công an các xã sẽ phối hợp với phòng PC07 Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức các lớp tập huấn tại các xã thị trấn cho người dân, các hộ kinh doanh. Phấn đấu trong năm 2023, mỗi gia đình có một người được tiếp cận kiến thức về phòng cháy chữa cháy, 100% các hộ sản xuất, kinh doanh phải được tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ và có chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 100% hộ gia đình sản xuất kinh doanh tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy.